cuộc sống làm nail của nghệ sĩ Talent ở Mỹ hiện nay. Nhắc đến Tài Linh, mọi người sẽ nhớ tới một nghệ sĩ sở hữu chất giọng cao, trong và truyền cảm. Xuất thân là diễn viên cải lương, nhưng khi bước sang tầng nhạc, chị vẫn chinh phục được nhiều khán giả. Thậm chí nhiều ca khúc trữ tình dân ca của Tài Linh từng thể hiện như Mưa Bụi, Giăng Câu, Sao Đổi Ngôi. Người hâm mộ cho rằng ít ca sĩ trẻ nào có thể vượt qua chị. Không giống các nghệ sĩ thành danh từ Mưa Bụi, hiện vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật, Tài Linh lặng lẽ cùng gia đình sang Mỹ định cư từ năm 2004. 15 năm trôi qua, chỉ hiếm khi trở về Việt Nam biểu diễn. Nhiều khán giả tiếc nuối khi nữ nghệ sĩ chấp nhận dừng lại ở thời điểm sự nghiệp thăng hoa. Họ vẫn chờ đợi chị trở về và kết hợp với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Kim Tử Long như Ngọc Huyền từng làm. Nói về đàn chị, Kim Tử Long khẳng định Tài Linh vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 2011, lần đầu Tài Linh về nước làm live show tại Hà Nội, khán giả đến chật kín khán phòng. Điều đó chứng tỏ sau nhiều năm xa đất nước, chị vẫn có sức hút rất lớn. Phát biểu về quyết định dừng lại của Tài Linh giữa lúc sự nghiệp rực rỡ nhất, Kim Tử Long cho rằng: "Tôi cảm thấy tiếc nuối cho con đường nghệ thuật của chị Tài Linh, nhưng tôi tin đó là lựa chọn mà chị ấy thấy tốt nhất cho gia đình. Sang Mỹ chị ấy có thể gác lại sự nghiệp, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội cho con cái." Hợp tác với Tài Linh qua nhiều bài hát tân nhạc ở lọt đĩa Mưa Bụi, hơn 50 vở cải lương trong các cuốn video. Kim Tử Long cho biết ấn tượng nhất với đàn chị là sự giản dị và hiền lành. Anh kể, đến sân khấu phim trường, chị ấy tập trung vào công việc, chưa từng bàn tán về đồng nghiệp hay cuộc sống của ai. Mọi người nằm đất, chị ấy cũng nằm đất. Không những thế, nữ nghệ sĩ còn nổi tiếng là người kỹ tính cầu toàn. Kim Tử Long tiết lộ mọi người đặc biệt danh cho chị là Thánh Rùa. Chị làm việc kỹ tính vô cùng. Nếu đoạn phim bắt đầu quay từ 9 giờ sáng, thì chị sẽ dậy lúc 5 giờ và trang điểm, chăm chút quần áo từ đó đến lúc quay. Chị hiếm khi sử dụng phục trang của đoàn, nhưng nếu có, chị đều kiểm tra lại kỹ lưỡng. Riêng về luyện giọng và hát tân nhạc chuẩn mực, Tài Linh cũng làm việc với tâm thế cầu toàn. Kim Tử Long cho hay, lần đầu anh và đàn chị thể hiện một bài tân nhạc, đã phải tập luyện kiên trì trong suốt một tháng. Từ khi hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, Tài Linh luôn kín tiếng về đời sống riêng. Mọi người chỉ biết chị gắn bó với ông xã hơn 30 năm, là mối tình thở thanh mai trúc mã và có một con trai. Chị cũng là nghệ sĩ hiếm hoi không dùng mạng xã hội. Những fanpage mang tên chị hiện đều do người hâm mộ tự lập. Tiết lộ về cuộc sống của đàn chị ở hải ngoại, Kim Tử Long cho hay, chị ấy có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Ông xã chị làm công ty, chị Tài Linh thì mở một tiệm nail. Có lẽ bận rộn với việc kinh doanh nên chị ít đi hát. Trước khi trở thành bà chủ của một tiệm nail đông khách ở Mỹ, Tài Linh từng trải qua 3 năm đi làm thuê. Lúc ấy không ít khán giả ngầm ngùi khi biết thần tượng của mình trải qua thời gian khó khăn ở xứ người. Tuy nhiên, Kim Tử Long cho rằng điều đó là khó tránh khỏi với mọi người khi bắt đầu cuộc sống mới. Đó chỉ là công việc làm thêm của chị để kiếm thêm thu nhập. Sau này chị mở tiệm riêng, cuộc sống ổn định. Nam ca sĩ cho hay, anh vẫn ấp ủ dự định làm một chương trình vở diễn cải lương tại Việt Nam và quy tụ đông đủ nhà nghệ sĩ như Tài Linh, Vũ Linh, Ngọc Huyền. Nghệ sĩ Tài Linh về nước gặp Vũ Linh sau hơn 16 năm định cư tại Mỹ. Từ lâu, cái tên Tài Linh đã trở thành biểu tượng trong lòng những người yêu mến vì hâm mộ cải lương. Năm 2003, Tài Linh gây tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư và hạn chế con đường ca hát do muốn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Mới đây, nghệ sĩ Tài Linh có chuyến thăm quê hương sau 16 năm xa cách vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Cũng trong lần trở về này, nữ nghệ sĩ đã dành thời gian làm từ thiện đến thăm bà con nghèo tại phường 1, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và gửi tặng 120 phần quà ý nghĩa trị giá hơn 60 triệu đồng. Tài Linh mong muốn góp chút sức mình đang đến cho bà con cái Tết ấm no và vui vẻ hơn. Chuyến đi còn có sự góp mặt của người bạn diễn thân thiết của Tài Linh là nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Nghệ sĩ Minh Tâm và Tài Linh trở về sau 37 năm định cư tại Pháp cũng tranh thủ thời gian về thăm quê hương để đến thăm bà con. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ trẻ và các fan hâm mộ tiếng hát của Song Linh cũng đồng hành trong chuyến đi. Chuyến đi đã mang đến nhiều cảm xúc, hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong đoàn. Sự yêu thương của bà con địa phương đã góp phần làm cho chương trình trở nên ý nghĩa hơn và cái tên Tài Linh luôn đẹp, trọn vẹn trong lòng người hâm mộ. Nữ nghệ sĩ Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh năm 1956 tại Sài Gòn. Tài Linh có 7 chị em và 3 người theo nghề hát và cùng nổi danh. Chị là nữ nghệ sĩ Tài Lương và cải lương Sài Gòn 3,
Tài Lương đã cùng chồng là nghệ sĩ Minh Tâm đi định cư tại Pháp hồi tháng 5 năm 1981. Kế đó là nữ nghệ sĩ Tài Linh và em trai Quỳnh Trung Đức sinh năm 1964. Nghệ danh là Chí Linh, vợ của Chí Linh là nữ nghệ sĩ Vân Hà, con gái của soạn giả Vân An. Tài Linh theo nghề hát cải lương là do gia đình đẩy đưa chứ không phải do Tài Linh thích cổ nhạc, xin gia đình cho đi học cổ nhạc như trường hợp của Vũ Linh hay của Kim Tử Long, Thạc Quyền. Về cổ nhạc, tân nhạc và tấu hài, trên lĩnh vực nghệ thuật nào Tài Linh cũng thành đạt, khó có người hơn cô. Về đời sống gia đình, chồng của Tài Linh là nhạc sĩ Viết Cường. Viết Cường và Tài Linh là đôi bạn học thân thiết và yêu nhau từ khi còn chung mái trường. Cả hai chung sống hạnh phúc đến nay hơn 20 năm. Có được con trai nay đã học thành tài. Tài Linh phấn đấu không ngừng về nghề nghiệp, tánh tình hiền lành, dịu dàng, nếp sống bình dị nên thành công trong sự nghiệp sân khấu và đạt được hạnh phúc gia đình bền vững. Người yêu một thời mà nghệ sĩ Vũ Linh muốn cưới bây giờ ra sao? Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từng là cô đào tài danh trên sân khấu cải lương những năm 90. Nữ nghệ sĩ tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1963 tại Sài Gòn, con của nam nghệ sĩ tài danh Nam Hùng và nữ nghệ sĩ huy chương vàng giải Thanh Tâm, Thanh Thanh Hoa. Thanh Thanh Tâm có đôi mắt rất buồn, nét mặt thanh tú, một nét đẹp sang. Thanh Thanh Tâm khi diễn xuất thì có chiều sâu nội tâm nhân vật. Năm 4 tuổi, Thanh Thanh Tâm được báo chí kịch trường tặng cho danh hiệu Thần Đồng khi cô ca tân nhạc trên sân khấu đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga tại rạp Hưng Đạo, Sài Gòn. Năm lên 8 tuổi, Thanh Thanh Tâm đã được phân những vai đào con trên sân khấu đoàn tiếng hát dân tộc. Tuy là thần đồng trong giới cải lương, nhưng cái tên Thanh Thanh Tâm thực sự tỏa sáng và trở thành một hiện tượng khi cô hát cặp cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại đoàn Trần Hữu Trang 2 vào năm 1987. Cả hai tạo nên một cặp tình nhân sân khấu cực mùi mẫn qua các tuồng như Nước Mắt Bạo Lực, Tình Yêu Tinh Cướp, Hòn Vọng Phu, Xa Phu Đi Xứ. Trong suốt 2 năm dài, cặp đôi là một hiện tượng kỳ lạ. Khi Thanh Thanh Tâm hay Vũ Linh hát với một diễn viên nào khác thì không thu hút khán giả mạnh liệt như khi hai nghệ sĩ này hát chung với nhau trong một tuần. Khán giả hình thành những fan để hoan hô, ủng hộ nồng nhiệt Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh. Đến độ khán giả la ó phản đối không cho Vũ Linh hay Thanh Thanh Tâm hát cặp với nghệ sĩ nào khác. Mãi đến khi có sự xuất hiện của nghệ sĩ Tài Linh, đôi tình nhân này mới tách ra. Nhiều khán giả quá si mê Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm đã cho rằng Tài Linh là cải phá bỉnh đôi tiên đồng ngọc nữ của sân khấu. Tuy nhiên sau một thời gian hát cặp với Vũ Linh, Tài Linh lại bục sáng thành sao và khán giả cũng dần quên cái tên Thanh Thanh Tâm bên cạnh Vũ Linh một thời. Không chỉ ca hát ăn ý, Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm từng cảm mến và yêu nhau. Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể lại, anh đã từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ mong muốn cưới cô làm vợ. Nghệ sĩ Diệu Hiền khuyên anh đã chậm lại để xem tình cảm phát triển thế nào, rồi sẽ về quê nói chuyện với mẹ ruột của anh. Bận đi một thời gian, mối tình này tan rã trong âm thầm, họ chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả. Vào năm 2000, Thanh Thanh Tâm kết hôn với một người chồng ngoài nghề hát. Cô sinh được hai con có cả trai lẫn gái tên là Kim Tiến và Ca Dao. Chồng cô luôn giúp đỡ và khuyến khích cô khi Thanh Thanh Tâm có dịp xuất hiện trên sân khấu. Thế nhưng hạnh phúc không kéo dài, cô chia tay chồng và một mình nuôi hai con ăn học. Tại Mỹ, Thanh Thanh Tâm làm việc là tiệm nail của nghệ sĩ Ngọc Thủy, con gái nghệ sĩ Thanh Hùng. Ngoài đời, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm chẳng mang chút hào quang lộng lẫy của một ngôi sao. Chị cũng là một phụ nữ bình thường giản dị như bao người khác. Ở hải ngoại, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm vẫn tham gia biểu diễn cùng các đồng nghiệp tại các chương trình lớn nhỏ. Thi thoảng, chị sẽ về Việt Nam tổ chức lại vở tuồng xưa từng làm nên tên tuổi của mình. Mới đây nhất, trong lễ dỗ tổ ngành sân khấu do nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Gia Bảo tổ chức, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã cùng cháu gái là nghệ sĩ Hồng Phượng đến tham dự. Ông diện quần tây và sơ mi xanh của ban vô cùng trẻ trung. Dù dung nhan thư sinh làm say đắm vào trái tim thiếu nữ ngày xưa, có phần bị thời gian làm mất đi phần nào, nhưng nét phong lưu lãng tử vẫn còn mãi ở người nghệ sĩ Tài Linh. Không chỉ thắp hương và dự lễ, ông còn góp vui bằng tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nghe ông hoài ngày nào thức giọng ca